Chào mọi người, quay trở lại với kênh Cảnh Tì 83 Vlog. Mình bữa nay mình quay chợ chiều của công nhân nè. Đây là chợ chiều của công nhân đường Dương kỳ hiệp nha mọi người. Đây chợ công nhân nha, chợ công nhân sao ta đường Dương kỳ hiệp nha mọi người. Đó, giờ này công nhân ra mọi người, ra từ từ nè. Đây là chợ chiều công nhân Dương kỳ hiệp nha mọi người. Đi sao ta quốc lộ 1 không rồi. Xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người trong video khác nha.